chân ông hoàng được trí thân thông nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quần sơ nâng nên bị học để các cô dâng mời mà mời giúp ông hoàng mời sư các cô nâng mời giúp ông hoàng mời sư bắt tỉ tay tiên gió chén rượu đào nhị tuần hà nâng lên bề ngọc các cô nâng mừng là mời giữa quan hoàng người rơi ô rơi giữa quan hoàng rơi bề tay tiên chúa chén rượu đào lâng tam tuần chúng nâng lên kính vua nâng lên ca mẫu để các cô dâng mời mà mời giúp ông hoàng mời xây ta xây giúp ông hoàng mời đất ni quý thoại nghề o dâng ông mười miếng châu cau đầu để kính dâng đức hoàng ngâm câu thế sự vô thương tóc son mượn được cành dương nhớ hoang nghi vì được vì dân vì đời ở trời mù xanh bằng trời cám lộc chỉ được mù xanh băng dòng được sông Nam ở nơi mô gió biệt trăng ngàn vắng người thanh nội sinh quan một tuần một nhà tưởng người anh kiệt gương xưa nập niệm vắn vò ai có yêu nước thương dân quyết bảo vệ cho dân nó
về nhớ nhung. Họ Nguyễn ơi muốn lên Bích Động sứ nghệ là tới nơi đền hoa. Chữ hoa đến kỳ xứ thiên Nghệ An, hoàng đồ cho phúc
lâu sầu bền, lộc vô nhà như nước dòng sông. Chúng con giàu sang, bốn phương nước non thành bình.
để đời đời cháu con hiền vinh. Khi ông giáng lâm dương đồng đẹp dạng người sáng như hào quang. Ngày ngày bên lầu các nàng tiên nữ dâng lên khúc năm cùng dòng ngầm niêm lô oanh vàng để lòng hoang xiết bao niềm vui. Khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng hoang luyến lưu đầy vơi. Xem phong cảnh đất trời, ngắm xem
điều giấc ông về chân thủ đất lễ an thành sao.